tại cuộc họp ngày 5 tháng 11, Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Văn Sử, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Giang, và ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hòa Bình. Cụ thể, Ban Bí thư nhận thấy, ông Vũ Văn Sử, với cương vị tỉnh ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo kỳ thi, Chủ tịch Hội đồng thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tỉnh Hà Giang, đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra vi phạm nghiêm trọng trong công tác tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây ảnh hưởng với cấp dưới trực tiếp để can thiệp, tác động nâng điểm cho các thí sinh trái quy định. Ông Sử cũng để nhiều cán bộ lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang vi phạm pháp luật, bị xử lý hình sự và rất nhiều cán bộ, đảng viên trong tỉnh bị kỷ luật vì liên quan đến vụ việc gian lận tại kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tỉnh Hà Giang. Ông Bùi Trọng Đắc, với cương vị tỉnh ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo kỳ thi, Chủ tịch Hội đồng thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tỉnh Hòa Bình, đã vi phạm quy chế thi, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra vi phạm nghiêm trọng trong công tác tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017-2018 tại tỉnh. Ông Đắc để nhiều cán bộ, đảng viên của Sở Giáo dục và Đào tạo, ngành giáo dục đào tạo tỉnh Hòa Bình vi phạm nghiêm trọng, bị khởi tố, điều tra hình sự và xử lý kỷ luật. Vi phạm của ông Vũ Văn Sử gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm của ông Bùi Trọng Đắc gây hậu quả rất nghiêm trọng và đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành giáo dục đào tạo, cá nhân, gây bức xúc dư luận xã hội, cần phải được thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định. Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả của vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Vũ Văn Sử bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng, kỷ luật ông Bùi Trọng Đắc bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng nhiệm kỳ 2015 đến 2020.